một lá, hai lá, lá cuối cùng. Và sau đây mình sẽ dở trải bài cho các bạn luôn. Đầu tiên chúng ta có lá. Trời ơi, chính kiếm hoài vậy ta mọi người. Tại sao năng lượng mọi người vậy hoài vậy trời? Chính kiếm. Trời ơi. Phu kiếm. Trời ơi. Trời ơi, the chariot. Trời ơi, trải bài này cũng hấp dẫn mà nha. Mọi người ơi, tại sao mọi người cứ chính kiếm ra hoài vậy ta? Tại sao cứ đau buồn tổn thương hoài vậy ta? Không hiểu luôn á. Hình như là các bạn cũng chưa có thoát ra được cái tổn thương đau buồn của mình. Các bạn vẫn còn bị cái tình cảm nó đeo bám các bạn hoài, nên tất cả cái trải bài về sự nghiệp mà cũng chính kiếm nữa. Trời chán ghê luôn á. Trời không biết nói sao luôn á. Bây giờ thấy rồi, cái việc này là do vấn đề tình cảm làm các bạn không thành công thôi. Làm ăn không được thất bát cũng từ cái việc tình cảm mà ra thôi, chứ không từ đâu hết trơn. Trời ơi, tưởng sao vì yêu mà không thành công, quê nha mới chế. Nhưng mà mình sẽ công nguyên nhân đó là gì, chứ mình cũng đâu có để cho nó vui cuộc đời mình mà. Chẳng lẽ vì cái tình cảm mà nó hạn chế các bạn vậy là cũng không được. Mình cũng không thích. Và mình sẽ giúp từng trải bài cho các bạn ha. Thì chúng ta sẽ biết rồi, khi mà chính kiến xuất hiện trong một trải bài, chứng tỏ là các bạn đang đau khổ tổn thương rất là nhiều. Chúng ta chưa thoát được cái việc này, mà cái chuyện này nó đã đến từ chuyện tình cảm. Mới đầu mình tưởng là chắc là cái gì đó níu kéo các bạn, không cho bạn thành công, không cho bạn có sự nghiệp. Ai ngờ vì tình mà không thành công. Bây giờ cũng hấp dẫn chứ. Nói tình yêu làm con người ta hả, không bao giờ mà có thể thoát được, buồn quá. Thì hy vọng với thái bài mình sẽ thích được vấn đề thì lý do tại đâu ha. Mình thật sự không thích cái lá chính tiền này, chính kiếm này. Đây mình sẽ chia hết cho các bạn. Khi mà lá chính kiếm này xuất hiện trong một trải bài thì chứng tỏ là những chuyện buồn còn đeo bám các bạn. Các bạn thực sự chưa có thoát khỏi được những cái tổn thương đau buồn của mình. Các bạn còn đắm chìm trong cái sự đau khổ. Mà cái này mình nói rồi, cái trả bài hôm trước mình cũng nói với các bạn rồi. Chính kiếm là sao? Mình chưa có thoát được cái đau khổ này. Mà cái đau khổ này bạn còn một bậc nữa là coi như là bạn xuống lỗ luôn á. Mình nói thiệt, nếu như bạn cứ tiếp tục cái năng lượng này. Cái năng lượng này không phải năng lượng tốt để cho các bạn cứ vậy hoài. Bởi giờ mình thấy đi, một bộ bài 10 kiếm, một bộ bài bộ kiếm nó còn có 10 lá, bây giờ các bạn đang đau khổ bậc thứ 9 nè. Bạn đang đau khổ bậc thứ 9 nè. Bây giờ nếu như các bạn còn một bậc nữa thôi là chúng ta có thể là chúng ta ngã quỵ luôn. Bây giờ còn cơ hội cuối cùng, có chịu ngồi dậy để thoát ra hay không, hãy cứ dậy hoài. Bởi vì còn khi một bậc nữa là các bạn ngã quỵ. Mà ngã quỵ cái là sụm nụ ha. Sụm nụ là vừa cái gì cũng, sức khỏe cũng không có, tiền bạc không có, tình yêu không có. Bây giờ mất tình rồi, có muốn mất tiền luôn không, có muốn mất mạng luôn không, thì các bạn nên suy nghĩ chỗ này. Trời, nếu như là người khác, người ta lấy cái biến đau thương thành sức mạnh, tạo nên giá trị, người ta bỏ mình phải đẹp hơn, mình phải giỏi hơn, để người ta tiếc. Không có cách nào trả thù đẹp bằng cách là mình đẹp hơn, mình giàu hơn, mình giỏi hơn nó hết trơn. Tất cả mọi thứ trên đời này, cách trả thù ngọt ngào nhất mà đẹp nhất mà hấp dẫn nhất chỉ là cái đó. Còn cái này là gì? Thua cuộc từ trong trứng nước, thua cuộc từ ngay khúc khởi đầu, nó chiếm chiến thắng.
bây giờ đứng còn không nổi hay làm sao mà kiếm tiền được. Xem cái trải bài kiếm tiền mà vô vừa đầu vô lại thấy mất năng lượng rồi đó. Chán ghê luôn. Cái năng lượng trời tức quá đi trời. Sao không phải là hiệp sĩ đi? Tự nhiên vô cái chính kiếm này đau buồn tổn thương sắp chết rồi đó mấy chế ơi. Chính kiếm bây giờ nè, đây là cái hành động các con cần phải làm. Mà ở đây còn không muốn hành động luôn rồi ha. Các bạn cũng không muốn bây giờ bị như là bị sụng lụi đó. Cái kiểu vậy là bây giờ chỉ có lết thôi chứ đi không nổi. Cái đau buồn tổn thương nó chiếm lấy hết toàn bộ cuộc sống của các bạn rồi. Bây giờ tất cả những cái gì đang diễn ra trong đầu các bạn là chỉ làm sao để cho anh ta trở lại với mình thôi. Chứ ngoài ra không có gì hết ngoài cái chuyện đó. Tới nỗi du kiếm mà còn phải thua, các bạn phải lật đầu ngược nè. Sợ bạn quá, sợ cái năng lượng này quá. Phải chổng đầu ngược luôn. Trời ơi, con muốn gì nữa con ơi, yêu như vậy chưa đủ hay sao, đau khổ chưa đủ không? Bây giờ muốn cho nghèo, muốn cho đói mới hài lòng hả? Mất người yêu rồi, giờ muốn mất tiền, mất luôn bạc, mất luôn sự nghiệp mới hài lòng hả con? Được không? Bản thân mình không bao giờ mình muốn ra một bài này hết, nhưng mà hiện tại mình đảm bảo hết 80% các bạn đang trả bài này, các bạn đang bị một cái năng lượng là người yêu cũ đeo bám mà không làm được gì hết ngoài cái chuyện là ngồi khóc. Khóc một dòng xong có ai nghe đâu, người ta nghe, người ta đã nghe rồi bạn. Người ta thương mình, người ta đã quay lại rồi. Người ta thương mình, người ta lao qua cứu vớt đời mình, cho mình 100 triệu để xây dựng cuộc đời rồi. Ở đây có không? Không. Người ta... Trời ơi, tức quá, không biết nó không nói được luôn á. Gạt lắm mà mình ghét lắm mà dễ sợ luôn á. Bởi vì đây nè, một lá bài nè. Mong là các bạn phải kỷ luật lại bản thân của mình. Khúc này mà các bạn không thay đổi nên là bạn muốn khi nào nữa. Cái tình huống hiện tại các bạn á, bạn đang đắm chìm trong sự đau khổ này. Nó bám sát vào cuộc đời của mình. Chẳng lẽ mình để cho cuộc đời mình bị cái độ đau buồn tổn thương bởi cái người này làm cho mình khổ hả? Cho thấy là các bạn đang để cho nó ám vào cuộc đời mình rất là mạnh mẽ. Bây giờ bạn cần phải sử dụng trí tuệ của du kiếm này. Bây giờ cái kiếm làm mình đau khổ, lấy độc trị độc các bạn. Người ta sử dụng cái năng lượng là lý trí, người ta chơi mình, thì mình sử dụng năng lượng y chang vậy. Ở đây mình có một thông điệp muốn gửi nè. Các bạn đừng có nghĩ là mình là người tử tế, người tốt, người lương thiện là các bạn sẽ được kết quả tốt ha. Tất cả những người lương thiện nè, người tử tế nè, người hướng thiện lúc nào cũng sẽ là người đau khổ và tệ bạc, là nói chung là khổ nhất trong cuộc đời này, chắc chắn luôn. Ở đây sử dụng lý trí du kiếm, nó chơi cái gì mình chơi cái đó. Tại vì sao? Khi mà bạn cứ đặt cái mục tiêu đạo đức lương thiện tốt tử tế làm cái hành trang bước vào đời để mình sống đó, thì bị mấy thằng này nè nó làm cho mình gục ngã thôi. Cái đó là cái giá trị con người mình, cái đó là cái lý tưởng của mình. Nhưng mình không có thể sống cái lý tưởng đó để mình áp dụng một cuộc sống của mình, nó không đúng. Lý trí du ký muốn nói các bạn cái gì? Khi mà các bạn lấy cái lý tưởng là mình lương thiện, mình tử tế, làm cái kim chỉ nam cho cuộc sống, nhưng mà mình phải hành động giống như kẻ thù của mình hành động với mình vậy đó. Lương thiện không, mình phải sử dụng chiêu trò các bạn, mình phải dùng thủ thuật các bạn. Người biết, mình biết thao túng tâm lý các bạn. Đương nhiên người ta thao túng tâm lý người ta vì cái mục đích xấu, mình thao túng tâm lý vì cái mục đích đẹp. Chứ đừng nói hụt thao túng tâm lý là sai nha các bạn. Đừng nói sử dụng bánh khóe là sai nha các bạn. Bây giờ quan trọng nè, giữa cái lương thiện tử tế với cái kết quả cuối cùng á, là bạn muốn cái gì? Ở đây á, người ta muốn nhìn cái kết quả cuối cùng.
cái lý tưởng cuối cùng các bạn là mình giàu có để mình giúp người khác, mình sống lương thiện, thì lấy cái kết quả đó làm cái hướng đi. Rồi con đường đến đó chúng ta phải sử dụng cái thủ thuật mánh khóe thao túng tâm lý để chúng ta đối phó với đời, thì chúng ta mới giàu được, chúng ta mới có tiền được. Ở đây cái người thông minh là người ta lấy cái bài học của mấy thằng xảo trá, mấy cái đứa mình lừa gạt này, mình áp dụng cho cuộc sống của mình để làm chi? Để mình làm cho cuộc sống mình tốt hơn. Trên đời này mấy đứa mà càng ác, càng xảo quyệt, càng tinh ranh, nó càng giàu, nó càng thành công. Tại vì tụi nó khôn lắm, nó sử dụng bất chấp. Ở đây mình sử dụng cái năng lượng thông minh của nó, nhưng mà mình sử dụng có tình người trong đây, chứ không phải như tụi nó. Tụi nó bất chấp, ở đây sử dụng bánh khóe của tụi nó để mình thành công, mình giúp người khác. Ở đây mình thấy rất nhiều bạn, Cơ Bì nói rằng Cơ Bì không phải là người tốt. Mình sống lương thiện, mình tử tế, nhưng mình mánh khóe lắm các bạn. Mình chiêu trò, mình rất hung dữ luôn. Tại sao ra đường để chúng ta ăn hiếp làm gì? Không có để ai ăn hiếp mình trên đường này, nó mắc dạy, mình mắc dạy lại. Nhưng mà cách mình đối, mình làm lại với người đó, mình làm kiểu hung minh đó. Mình nói trên đầu với người đó, mình sử dụng văn chương đó, mà người đó ta gục ngã luôn. Chứ đừng sợ là phản bác, là phản bác không có sai. Nhưng mà cách bạn phản bác như thế nào? Mình sử dụng cái phản bác văn minh lịch sự, mình còn hơn cái đứa nó chửi cha mắng mẹ mình nữa các bạn. Đừng có nhường ngay đây, không có nhường nha. Đây không phải là chỗ thầy tu, cũng không phải là linh mục. Đây là đời. Đời là phải như vậy. Cái lương thiện, cái tử tế của mình là cái kim chỉ đang mình hướng tới, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng. Trên đời này người ta so sánh hơn nhau ở chỗ kết quả. Bây giờ giàu đi, có tiền đi, hãy nói chuyện với tao, với tôi. Chứ không có gì hết, mãi mà cái tiếng nói của mình vẫn là cái tiếng nói của kẻ thấp bé, không được gì hết ngoài cái chuyện là thất bại ê chề. Đừng mơ tình cảm. Tình cảm sẽ không có cho những người thất bại. Trời ơi, hay lắm các bạn. Bài Tarot nó hay vô cùng luôn các bạn. Mình nói các bạn nghe, biết bài Tarot là mình biết được cả cuộc đời luôn á. Cái kiểu nó dài, mình thâm sâu lắm. Bộ bài mình phải bỏ ra những cái thói quen mà nó kìm hãm các bạn. Cái nào nó còn đeo bám các bạn để không thành công bằng cái người kế bên, bạn phải thấy được chứ. Mình phải đem lên cái bàn cân, mình so sánh tại sao cái đứa ngồi kế bên mình nó giỏi hơn mình. Mình bỏ qua bớt cái quy trình nè, mình bỏ những cái thói quen xấu nè, mình bỏ cái tiêu cực nè, bắt chước nó. Lý do người ta thành công là người ta có cái gì hơn mình ta mới thành công các bạn, chứ không phải là may mắn rồi. Trong là người ta có cái gì hơn mình ta mới thành công các bạn, chứ không phải là may mắn rồi. May mắn là một phần thôi. Mình nói các bạn nghe nè, trên đời nè, chỉ có 1% những người xuất sắc họ nắm hết tất cả củ cải trong xã hội này. Chỉ cần bạn hơn cái hàng kế bên 1% thôi là coi như bạn hơn nó rồi, bạn nắm cái phần thắng rồi. Bây giờ cùng trong một cái chỗ làm việc, bạn chỉ cần hơn cái đứa kế bên 1% thôi là coi như bạn ăn hết của nó luôn đó. Do đó tại sao mình không phấn đấu mình hơn nó 1% đi, mắt mới về cho nó hơn mình 1% thì chỉ cần mình thay đổi nhỏ. Bây giờ giữa làm, giữa buôn bán đi, bây giờ tại sao nó đóng gói đẹp hơn mình là nó hơn mày 1% rồi đó. Bây giờ mình bắt chước mình đóng gói đẹp hơn nó. Tại sao cái vật liệu nó tốt hơn mình thì mình bắt chước mình làm cái vật liệu mình tốt hơn. Chỉ cần tất cả những gì bạn làm, bạn hơn đối thủ các bạn 1% thôi là coi như là cái thị trường nó thuộc về bạn. Cái này á là cái nghiên cứu đúc kết của bí mật về tiền bạc, bí mật của người thành công. Không cần phải rất sâu xa, mình không cần học đọc cho mệt, mình tóm gọn các bạn, cuốn sách dài 200 trang tóm gọn là 2 câu thôi. Bây giờ xem đối thủ của mình nó hơn mình 1%, cái gì cố gắng phải kiếm cái gì hơn nó. Thí dụ nó mang đôi, nó làm cái gì nhanh hơn mình làm phải nhanh hơn nó một bậc, chỉ cần 1% thôi các bạn, không cần phải gấp đôi. Thí dụ nó đóng gói cái đó sản phẩm nó màu sắc đẹp hơn, kiếm cái màu sắc đẹp hơn nó. Thí dụ nó nguyên liệu nó tốt mình, kiếm gì tốt hơn nó. Cái địa điểm nó tốt hơn mình, kiếm gì cái địa điểm tốt hơn nó. Mình phải luôn luôn cố gắng kiếm cái gì mình hơn cái hàng này là 1% để mình ăn hết của nó luôn.
cái thành công, cái bí quyết thành công nằm chỗ này nè các bạn, là tức là gì, chỉ cần bạn hơn 1% cái đối thủ của bạn là coi như cái phần thắng thuộc về bạn. Và trên thế giới này, của cải thành công vật chất thuộc về cái người mà biết lúc nào cũng hơn cái 1% cái đối thủ của mình. Mà nghiệm đi, thí dụ mình trải bài tarot nè, mình hơn cái đối thủ mình là mình đặt dụng gì là mình hơn nè, thấy không? Thấy không? Mình sử dụng đèn led là mình hơn nè, thấy không? Mình sử dụng cái tượng Phật là mình hơn nè, thấy không? Mình sử dụng nến là mình hơn, thấy không? Cái này cái hơn đó. Mình phải xem cái đứa xem tarot kế bên mình nó làm cái gì. Bây giờ nó mua một bộ bài, tôi mua hai bộ bài. Bây giờ nó chơi khói, tôi chơi ba cái khói. Bây giờ nó sắm tượng, tôi sắm bốn cái tượng. Mình phải trong cái việc làm mình phải hơn thua vậy các bạn, mình mới thắng ra được cái bài. Cái này mình nói tư duy, đương nhiên cái việc tử tế lương thiện lúc nào cũng là cái kim chỉ nam của mình. Vấn đề ở đây là gì? Mình phát triển tư duy của kẻ thù với tinh thần tích cực, tinh thần lương thiện. Cái người này họ cái tinh thần họ tiêu cực, họ lương hay là gạt người là khác. Ở đây copy bắt chước quy trình, bắt chước thói quen, nhưng mình biến chuyển hành của mình, biến chuyển thành cái theo cái lương thiện và tử tế. Các bạn có thấy phải là mình là cái người khai sáng cuộc đời mình không? Cũng lương thiện đó. Chúng ta học cái mánh khóe, cái thủ đoạn của đối thủ để chúng ta biến cái mánh khóe thủ đoạn đó thành cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái bài học để chúng ta thành công như kiếm thôi. Bây giờ bạn có thấy mình ở tương lai là cái gì không? Mình phải đặt mục tiêu chứ. Bây giờ mình phải muốn làm vua hay muốn làm thằng quân sĩ? Lựa chọn đặt mục tiêu làm vua nè, thì phải kiếm cái gì hơn cái đứa kế bên. Hai đứa cùng chạy trên chiến trường, bây giờ phải cố gắng chạy hơn nó một bậc để nó phía sau. Hay là muốn lùi vậy? Cuộc đua mà, cuộc đua mình phải hơn nó, dù một bước chân cũng là hơn các bạn. Dù là một thay đổi nhỏ hơn là mình cũng hơn đứa đối thủ thôi. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi là mình phải làm sao mình hơn cái đối thủ mình chưa? Nếu chưa là bây giờ đặt đi ha. Bạn sẽ thấy được cái việc đó nó kinh khủng khiếp lắm. Là các bạn thấy bạn sẽ thành công cỡ nào. Không cần phải ai học gì cho mệt, chỉ vậy thôi. Mình giỏi trong lĩnh vực mình, chỉ hơn cái hàng đối diện mình 1% là coi như là mình thắng rồi. Trời ơi, cái đó là cái gì? Cái này là cái thiết chiếm ưu thế các bạn. Cái này được các nhà tâm lý học sử dụng, người ta nghiên cứu rất lâu rồi. Đây là một cái thiết cực kỳ hay luôn. Bạn chỉ cần nắm 1% cái việc khác biệt hiệu sức so với cái đối tác còn lại, thì tất cả cái mọi thứ, cái lượng này nó tập trung cái phần thưởng cuối cùng thuộc về bạn hết. Mà cái này bạn sẽ trở thành kẻ thống trị tất cả các lĩnh vực và ngành nghề các bạn tham gia luôn. Quá trình mình tích lũy cái 1% hơn đối thủ của mình chính là cái động cơ để bạn đang sử dụng cái quy luật 80/20. Các bạn có nghe quy luật đó chưa giờ? Quy luật 80/20 là tất cả cái việc các bạn đang làm, chỉ cần mình tập trung vào 20% là coi như mình ăn hết 100%. Còn những người ta khờ lắm, người ta không biết cái trọng tâm, cái chủ yếu của việc đó là cái gì. Họ làm việc liên mang, họ làm 80% liên mang, không tập trung vào cái cốt yếu nhất của vấn đề. Ở đây cái người thông minh là người biết nhìn ra được cái 20% cốt yếu để chúng ta thành công là cái gì, để người ta tập trung với đó. Cái người mà dở là cái chuyên gia tập trung cái gì ở ngoài. Thí dụ như bán sâu đi, phải tập trung vào kiếm nếp ngon, đây để làm gì? Kiếm mấy phụ màu, gia liệu, kiếm cái gì không tập trung vào nếp, không tập trung vào cách nấu, cứ tập trung nhiều chuyện không à. Ở đây người ta biết xôi ngon là nhờ phải hấp, vậy kiếm vật liệu ngon, kiếm cái hạt lú sao, hạt gạo sao, để cho nấu xôi cho ngon, nấu bao nhiêu phút cho ngon. Người ta tập trung vào chất lượng, ở đây tập trung với nhiều chuyện, tập trung sao là làm sao bán hơn con nhỏ này, hủ thuật này kia, không có đúng. Hơn 20% đó. Các bạn ơi, cái 1% lợi thế này nó kinh khủng khiếp đó, là bạn sẽ nhận trách
100.000 phần thưởng so với đối thủ mình luôn. Và mai đi làm thử áp dụng đi, mình thấy nó kinh khủng khiếp lắm. Và mình tiếp tục ha, cái kết quả của cái việc mà để cho các bạn thành công trong sự nghiệp là gì? Đây chúng ta có lá bài là The Chariot. Lá bài này hay lắm á. Lá bài The Chariot đó là cuộc đời mình là cái người cởi cái con ngựa, cái quyết định mình là con đen hay con trắng là do mình. Mình muốn mình thấp hèn thì mình chọn thấp hèn, mình muốn mình cao sang mình chọn cao sang. Ở đây bạn cầm cái cương này, bạn có quyền quyết định cuộc đời của mình. Trời ơi, trải bài ra hay quá các bạn. Đen con trải bài sự nghiệp mà nó hay quá, là cái bài đúng quá luôn á. Tại vì lá bài này đã nói tới kiếm nè, du kiếm là phải hành động nè, thực tế kiếm phải là quyết liệt nè, phải thương trường những chiến trường nè. Bạn là cái người điều khiển nhân sư, bên trắng bên đen mình chọn đi, mình muốn mình là cái gì. Bạn muốn tốc độ nhanh hay chậm, bạn có cây nè, mình hút cho con ngựa để mình đi nè, lựa đi, muốn đi chậm hay nhanh tình tùy mình thôi. Vấn đề ở đây có muốn thoát khỏi đau buồn để mình làm gì không? Bây giờ mình thấy cái hình ảnh mình đau buồn vậy, với hình ảnh này mình thích hình ảnh nào? Mà theo bạn nghĩ cái người yêu cũ của bạn thích nhìn hình ảnh nào? Thích nhìn hình ảnh này hay hình ảnh này? Hai hình ảnh này. Đó, mình thấy đi. Một cái năng lượng tiêu cực vô cùng đang thui à. Đây là bầu trời vàng khè, ngồi ngay vàng, quần áo đẹp, ở đây mặc đồ ngủ. Người ai muốn gần? Bây giờ mình đặt câu hỏi, có ai mà muốn ở gần một người giống vậy không? Giờ mình đặt câu hỏi, trên cuộc đời này thành công nào đến với cái người như vậy? Tình yêu nào đến với người như vậy? Tình yêu chỉ đến với người vậy này. Những anh chàng khôn ngôn tướng tú, có nhà, có xe, có cửa, có sự nghiệp, có tiền tài, có thành công, có sắc đẹp, có tiền, có lâu đài, có xe, có cỏ ở đây, kiếm không mà. Nhưng bạn chịu đánh thức con sư tử đâu vậy? Là do mình. Chiến thắng chỉ dành cho cái người tự tin. Chiến thắng chỉ dành cho cái người dám vượt qua trở ngại, dám thấy cái sai của mình, biết hoàn thiện bản thân. Chiến thắng chỉ dành cho những người biết theo đuổi kế hoạch của mình. Biết là mình trên đường đi có khó khăn nhưng vẫn dũng mãnh vượt qua, chứ không chiến thắng không dành cho kẻ gục đầu gục ngã giống vậy. Bởi vì có một số hành vi có thể là xấu, nhưng bản thân khi mà bạn xuất hiện rồi, bây giờ thức tỉnh rồi, vũ trụ nói là bạn có khả năng đó. Bạn biết bây giờ đừng cái gì mà kiềm chế mình dục bỏ nó ra đi. Tình yêu sẽ đến, hành động vì tình yêu. Người ta chỉ yêu cái người thành công, người có giá trị với các bạn. Bây giờ muốn được người ta yêu, giờ làm mình giàu, mình thành công, mình giá trị đi. Thiếu gì người đến, không cần người cũ luôn. Ở đây như mình chỉ có lựa người yêu, chứ ai lựa mình được hết trơn á. Quan trọng là mình có muốn người đó vô cuộc đời mình hay không. Khi mình có tất cả mọi thứ, mình lựa người ta chứ bắt mới gì người ta lựa mình. Nếu bạn để người ta lựa mình là mình là cái món đồ, trong khi mình đi lựa người ta là mình là người có tiền đi lựa, để rồi ta lựa con này, ta lựa con nhỏ này, ta lựa này. Còn mình, còn bạn là để món đồ để người ta lựa. Ta muốn lụm, ta muốn ngắt đầu ta ngắt. Ta không thích tình dục bạn ra một bên. Mình sống chỉ uổng vậy. Tại sao người ta biết lựa mình không biết lựa người ta? Câu hỏi tiếp đó, câu hỏi cuộc đời luôn. Tại sao người ta có quyền lựa mình không quyền lựa? Ủa, mình cũng như nó mà tại sao kỳ vậy? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó chưa? Bởi vì bạn thấy này, mình không có động lực trong công việc này. Mình thấy là mình không có phấn đấu nè. Tất cả mọi thứ bây giờ mình phải lấy lại những gì mình đã mất. Mọi thứ mình phải lèo lái với lòng quyết tâm nè. Cuộc đời mình phải lèo lái nè. Mình có tất cả mọi thứ. Mình có hai con ngựa, mình có xe, có cột, có mình có. Bây giờ quan trọng bạn có chịu lèo lái cuộc đời mình không? Mình có thấy cái điều hay ở đối thủ của mình không?
tránh những cái phiền nhiễu cuộc đời này, tránh những cái tổn thương đau buồn để mình trở thành một cái người tráng lệ hào hùng này, các bạn thấy không? Trời ơi, một cái trải bài nó cũng được chứ, thấy cũng ok. Tuy là không có thấy tiền bạc gì hết, nhưng mà quan trọng là bây giờ thay đổi tư duy thôi. Mình tổng kết cái bài này, trả cái bài này là muốn các bạn phải thay đổi tư duy của mình. Đừng có nghĩ mình lương thiện tử tế là mình tốt, là mình thành công. Không bao giờ có sự thành công ở người lương thiện và tử tế. Lương thiện tử tế chỉ nên đặt là cái kim chỉ nam cuộc sống thôi, chứ không có áp dụng vào thực tế được. Bởi vì thực tế là cái thương trường, mình phải học hỏi cái hàng đối diện, cái kẻ thù của mình à. Những gì hay mánh khóe áp dụng cuộc đời, biến cái đó thành cái hay của mình. Và kế tiếp mình phải phấn đấu làm sao mình hơn cái hàng đối thủ mình 1% thôi. Trong tất cả mọi chuyện là coi như vũ trụ nè các bạn, vũ trụ có em. Trời, trả bài này hay quá à. Thì không có gì mà trả bài mà sự nghiệp ra hai lá này. Hai lá bài này có giống tình yêu luôn ha. Cái tai cứ bị bóp bài ghê lắm nha. Sự nghiệp là sự nghiệp, chứ không có sự nghiệp mà tình yêu. Không có một con tình yêu mà xuất hiện trong đây hết. Có con này nè, nó gọi là tổn thương đau buồn thì tình yêu đây nè. Nó là cái nguyên nhân nó khiến cho bạn không thành công á. Cái hai lá bài này không bao giờ mình bóc được ở trong trải bài tình yêu hết các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là lá bài của sự nghiệp, là của bản thân, bản lĩnh. Tại vì bản lĩnh quá thì đâu có yêu thất bại tình yêu đâu các bạn.